theo là bản tin cho biết tỷ lệ người chết vì ung thư tại Hoa Kỳ giảm dần trong 26 năm vừa qua. Hôm thứ Tư ngày 8 tháng 1, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ gọi tắt là ACS công bố bản thống kê thường niên cho thấy số người chết vì ung thư tại Hoa Kỳ giảm dần đều trong vòng 26 năm vừa qua, với tỷ lệ tổng cộng là giảm 29% từ năm 1991 tới năm 2017. Trong đó, số lượng người chết giảm đáng kể đối với bốn loại bệnh ung thư phổ biến nhất là ung thư phổi, ung thư đại tràng, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Tổ chức ACS nói rằng tỷ lệ giảm 29% tương đương với việc số người chết vì ung thư giảm đi 2.9 triệu người. Theo thống kê của ACS, trong thời gian từ năm 2008 tới năm 2013, số người chết vì ung thư đã giảm khoảng 3% mỗi năm. Còn trong giai đoạn từ năm 2013 tới năm 2017, tỷ lệ tử vong giảm 5% đối với nam bệnh nhân và giảm từ 2% cho đến 4% đối với nữ bệnh nhân. Tuy nhiên, ACS cho rằng bệnh ung thư phổi vẫn là nguyên nhân hàng đầu trong các ca tử vong vì ung thư ở Hoa Kỳ. Theo các chuyên gia, việc tỷ lệ chết vì ung thư giảm đều cho thấy sự tiến bộ của y học và kỹ thuật, nhưng cũng cho thấy mối lo ngại về các loại bệnh mới được cho là nguy hiểm hơn và khó chữa trị hơn. Việc đối phó với căn bệnh ung thư phổi đã tiến triển đáng kể nhờ vào các biện pháp tuyên truyền chống hút thuốc, cũng như với việc phát hiện bệnh sớm hơn và chữa trị hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nỗ lực chống lại những loại bệnh ung thư khác bao gồm có ung thư đại tràng, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt vẫn chưa có nhiều hiệu quả. Theo ACS, trong năm 2020, bệnh ung thư vú và ung thư gan sẽ gia tăng tại Hoa Kỳ do số người bị thừa cân đang ngày càng tăng lên.